Sau đây là nội dung chi tiết của phần 2 của bản tin trong nước. Thưa quý vị, xung quanh thông tư 20 về nhập khẩu máy móc thiết bị cũ từng gây bão trong cộng đồng doanh nghiệp và đã bị đình chỉ hiệu lực, sáng nay 17 tháng 3, Bộ Khoa học Công nghệ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến về bản dự thảo mới. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa đồng tình về các tiêu chí được điều chỉnh này. Đến thời điểm hiện tại thì thông tư quy định việc nhập khẩu máy móc thiết bị và dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đã đến lần dự thảo thứ 3 và trong lần dự thảo này thì thông tư cũng đã có một số thay đổi nhất định. Cụ thể, so với thông tư 20 thì tiêu chí niên hạn máy móc cũ được nhập khẩu được nới lỏng từ 5 lên 10 năm, trong khi tiêu chí chất lượng còn lại giữ nguyên 80%. Việc áp dụng các tiêu chí này cũng khác nhau tùy nguồn vốn để sắm thiết bị. Thứ nhất là cái máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ mà sử dụng cái vốn ngân sách nhà nước thì bắt buộc phải áp dụng cả hai tiêu chí là cái số năm đã sử dụng của máy móc thiết bị tính từ ngày sản xuất cộng với lại cái tiêu chí là chất lượng còn lại của máy móc thiết bị. Trong trường hợp mà không sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì các doanh nghiệp có thể là áp dụng một trong hai tiêu chí. Dù đã có những điều chỉnh nhưng hầu hết các ý kiến của doanh nghiệp tham dự hội thảo đều chưa đồng ý với các tiêu chí đặt ra trong dự thảo mới vì cho rằng khó áp dụng thực tiễn, nhất là khâu giám định chất lượng. Một số ý kiến cho rằng, để giám định được chất lượng thì Việt Nam cần có một bộ tiêu chí quốc gia cho từng loại máy móc. Điều này sẽ tạo được sự công bằng và thực tế, thay vì ủy thác giám định tại nước xuất xứ như đề xuất. Nếu bắt buộc phải ban hành thì phải ban hành tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam đối với sản phẩm đó và các cái sản phẩm của nước ngoài bất cứ ở đâu thì kiểm định theo cái tiêu chuẩn của Việt Nam. Lúc đó thì một cái máy chất lượng cao nó xài 10 năm, 12 năm, 15 năm, chất lượng nó vẫn còn cao hơn cái tiêu chuẩn của mình thì mình cho. Trong khi đó đồ chất lượng thấp của Trung Quốc xài 2 năm chất lượng nó thấp hơn thì vẫn không cho. Như vậy thì nó phù hợp hơn là cứ lấy cái tiêu chí 10 năm hay là cái tiêu chí 80% mà không có cái tiêu chí chất lượng, không có cái tiêu chí để so sánh. Rõ ràng đến thời điểm hiện tại sau một lần bị hoãn áp dụng và 3 lần soạn thảo thì để thông tư có thể áp dụng được thực tiễn cho thời gian tới cũng như hài hòa lợi ích giữa nhà quản lý và các doanh nghiệp thì chắc chắn thông tư sẽ còn có nhiều sự điều chỉnh hơn nữa. Và nói như một ý kiến của một luật sư trong hội thảo là nếu như thông tư được ban hành mà chưa đảm bảo yếu tố hài hòa thì chắc chắn sẽ có thể xảy ra nhiều tranh chấp và kiện tụng trong thời gian tới. Thưa quý vị, triển lãm nội thất quốc tế Singapore gọi tắt là IFFS đã diễn ra tại Singapore từ ngày 13 tháng 3 và vừa bế mạc vào tối ngày 16 tháng 3. Đây được coi là hội chợ nội thất quốc tế quy mô lớn với hàng triệu sản phẩm từ khắp nơi trên thế giới, từ hàng ngàn nhà thiết kế và sản xuất từ châu Á lẫn châu Âu và châu Mỹ, bao gồm đoàn doanh nghiệp từ Việt Nam. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Võ Vân từ Singapore. Mời quý vị theo dõi. Được coi là một trong những hội chợ chuyên về ngành thiết kế nội thất có quy mô lớn nhất thế giới, Hội chợ Quốc tế Nội thất Singapore IFFS 2015 đã thu hút hơn 400 nhà trưng bày đến từ 33 quốc gia. Như quý vị nhìn thấy, ngay vị trí tôi đứng đây là Design Hall số 4. Đây là khu vực được coi là trái tim của IFFS, chuyên tập trung các nhà trưng bày cũng như là các đơn vị có cách trình bày đồ nội thất đẹp và hấp dẫn nhất. Và đáng chú ý rằng là góp mặt trong khu vực này năm nay có 4 doanh nghiệp đến từ Việt Nam. Đây là khu vực trưng bày của công ty Sài Gòn River Factory, một công ty nước ngoài có trụ sở tại Bình Dương, chuyên thiết kế và sản xuất đồ nội thất. Công ty này cũng là đơn vị đã nhiều lần tham dự hội chợ IFFS với nhiều mẫu thiết kế và những vật liệu đậm dấu ấn phong cách Việt Nam. Bà Hedwin Pira là giám đốc sáng tạo tại công ty Sài Gòn River Factory. Bà cho biết đã chuẩn bị rất công phu nhiều mẫu sáng tạo để tham dự hội chợ này. It's the fifth time we come to this fair. Chúng tôi đã tham dự hội chợ này lần thứ 5 và dĩ nhiên chúng tôi mong muốn bán được nhiều sản phẩm. Chúng tôi đã bỏ rất nhiều công sức và nỗ lực trong 6 tháng liên tiếp để có thể thiết kế và chuẩn bị các sản phẩm mang đến hội chợ lần này. Và chúng tôi mong muốn trưng bày nó cho nhiều nhà mua hàng từ khắp nơi trên thế giới thấy và có thể có thêm nhiều hợp đồng. Còn đây là một khu vực khác được gọi là Việt Nam Pavilion, nằm ở hall số 3 tại IFFS. Khá nhiều công ty Việt Nam đã đến tham dự hội chợ này lần đầu tiên, như trường hợp của gian hàng của Nga Art and Craft. Bà Đinh Thị Hưng Nga là giám đốc của Nga Art and Craft, cho biết đã nhận được khá nhiều phản hồi tích cực từ các khách hàng.
Singapore là một trung tâm thương mại của châu Á. Rất là nhiều khách hàng các nơi trên thế giới đều đến. Đây là một cơ hội để công ty có thể bán và trưng bày mặt hàng và cho thế giới thấy được các sản phẩm của công ty. Khách hàng rất là khen ngợi về hàng hóa, mẫu mã và chất lượng. Rất là nhiều khách big buyer cũng như là những khách hàng lẻ đều đến và nói là đều muốn mua các mặt hàng này. Và họ rất là ngạc nhiên về cái chất lượng hàng Việt Nam và cái độ tinh tế của sản phẩm. Theo ước tính của ban tổ chức IFFS, năm 2015 có tất cả hơn 22.000 khách tham dự đến từ 115 quốc gia. Và đây được coi là một đầu mối cũng như là một trung tâm để cho các nhà mua hàng cũng như là các nhà sản xuất gặp gỡ nhau. Năm nay, đoàn doanh nghiệp Việt Nam có tất cả là 28 doanh nghiệp đăng ký tham dự và cũng với cùng một mục tiêu là quảng bá các sản phẩm nội thất thiết kế từ Việt Nam và đặc biệt là với mong muốn tìm kiếm các nhà mua hàng mới đến từ khắp nơi trên thế giới. My Home là một trong các công ty khác của Việt Nam có mặt tại Việt Nam Pavilion. Đơn vị này đang muốn tìm kiếm các khách hàng mới tại hội chợ bằng các thế mạnh từ sản phẩm của Việt Nam là kỹ thuật gia công chất liệu sơn mài và những thiết kế đơn giản. Trong năm nào chúng tôi thường cũng có một số cái khách hàng mới họ đặt hàng. Như vậy là cũng có cái sự tăng trưởng. Chúng tôi tới đây thì mang theo những cái sản phẩm truyền thống của làng nghề Việt Nam, tức là sơn mài. Và cái mà chúng tôi muốn làm khác biệt ở đây là chúng tôi dùng những cái thiết kế nó có tính chất đơn giản, phù hợp với những cái thị trường của châu Âu, châu Mỹ. Nhưng mà đồng thời chúng tôi sử dụng cái kỹ thuật làm của người Việt mình. Ông Nguyễn Minh Tiến là đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Singapore. Ông cho biết số lượng doanh nghiệp Việt Nam tham dự IFFS 2015 đã tăng khá nhiều và đây cũng là cơ hội để giúp doanh nghiệp Việt Nam trưởng thành hơn trước các nhà thiết kế và các nhà sản xuất hàng đầu thế giới có mặt tại hội chợ. Doanh nghiệp Việt Nam tham gia những hội chợ như thế này tôi thấy là cái lợi thế rất là nhiều. Lợi thế thứ nhất là đây là nó có một lượng khách hàng rất là đông đảo họ đến đây. Đấy là một cái cơ hội rất là tốt để chúng ta tiếp cận được. Thứ hai là ở Singapore này thì nó là một cái đất nước mà họ không có là một đất nước không có nhiều những cái nền công nghiệp đồ gỗ như của Việt Nam. Họ là thiên về hiện đại, trong khi chúng ta thì nó có tính chất là truyền thống, rồi vẫn có mang hơi hướng dân tộc là nhiều. Khi mà cái hàng hóa chúng ta đến đây mà triển lãm trình bày đấy, thì tôi đi thấy nó có những nét rất là đặc sắc và có sự khác biệt. Ông Mark Jong là phó chủ tịch Hiệp hội Nội thất Singapore, đơn vị đồng tổ chức hội chợ IFFS. Ông John cho biết, ngành nội thất Singapore hiện đã đạt được tốc độ tăng trưởng rất nhanh nhờ đầu tư liên tục vào ngành sáng tạo. Và để gây dựng được vị trí trên thị trường nội thất, đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải đầu tư chất xám nhiều hơn, cũng như là phải sáng tạo không ngừng. Đó cũng là lời khuyên mà ông John dành cho các nhà sản xuất nội thất từ Việt Nam. I think it's important for Vietnamese companies or designers. Tôi nghĩ yếu tố quan trọng nhất cần cho các công ty và các nhà thiết kế Việt Nam là đi nhiều hơn và hãy nhìn xa hơn có thể từ châu Âu và kể cả châu Á và tiếp nhận càng nhiều hơn thông tin và những ý tưởng rồi mang những ý tưởng mới về Việt Nam. Kết hợp với những thế mạnh, những vật liệu tại chỗ và làm sao có thể biến chúng thành những sản phẩm hấp dẫn hơn. Thông tin vừa rồi cũng vừa kết thúc phần 2 của bản tin trong nước. Tiếp theo sau sẽ là phần cuối cùng với những nội dung đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh đang cần cơ chế đặc biệt để có thể bắt kịp sự phát triển của các thành phố khác trong khu vực. Ngành gỗ có nguy cơ bị kiện phòng vệ thương mại từ Mỹ.